Đây, cái này cô sẽ không đi lại nữa mà cô ngồi đây cô quay luôn. Cái nào mà cô cần demo các thứ á, thì cô sẽ vẽ, cô cần diễn giải gì để cô sẽ vẽ ở trên này luôn. Đây, hôm nay ta sẽ nói đến cái widget, các cái thiết kế dành cho widget. Thế đây ta có mấy phần. Một là hiểu được các cái view hay ta gọi là widget nè, thông dụng nè. Lựa chọn các cái view phù hợp. Thay đổi thiết kế các view. À, tôi nhắc cho các bạn một cái thuật ngữ. Một cái thuật ngữ mà người ta hay gọi. Đó là các cái giao diện của các bạn. Đây. Một cái vài thuật ngữ nha. Thuật ngữ nè. Thuật ngữ ta hay gọi là term. Term. Cái thuật ngữ tiếng Anh gọi là term. Cái thuật ngữ có một vài thuật ngữ như này. Ví dụ như ở trong các bạn học web rồi ha, học Java 2 rồi, đúng không? Trong web nè, trong Java nè, hay là trong cái .NET nè, hay là C# nè. Tôi ghi .NET luôn đi. Thì ví dụ như vậy, thì người ta có một số cái đối tượng nè, một số cái, ví dụ như các bạn trong trong cái web ấy, nó cái form ở trong web nó có cái thẻ input đúng không? Input cái type bằng text, các bạn nhớ cái này không? Là cái chỗ mà cho bạn nhập vào á, fill vào đúng không? Hay là type bằng cái text nè, hay là radio button đúng không? Đúng không? Hay là cái checkbox gì đó. Checkbox rồi đến cái vân vân. Tức là những cái này á, cái thuật ngữ ở trong cái Java, ở trong cái này người ta gọi là những cái này nè, người ta gọi là cái control, hay ta gọi là điều khiển. Nhưng mà tiếng Anh ấy ta gọi là control. Thông thường các bạn nếu mà đi phỏng vấn ấy thì người ta sẽ ít khi dùng tiếng Việt lắm, bởi vì họ quen dùng thuật ngữ rồi. Nó điều khiển chả biết cái gì, nhưng mà nói control ở trong cái form là người ta biết. Người ta chỉ hỏi ông em xem cái đấy nó có những cái control gì, ví dụ như vậy. Thì nó gọi control. Nhưng mà ở trong Android ấy, các bạn, trong mobile á, thì ví dụ như cái text view nè, edit text nè, đấy, những cái này, hay là những cái spinner vân vân, những cái này người ta không gọi là control mà người ta gọi là view. Còn hoặc là những cái nhóm, các cái view ta gọi là layout, hoặc là hay là group view, nhưng người ta gọi layout nhiều. Hiểu không ạ? Đấy, thì cũng là một giống nhau các bạn. Cũng là những cái ô các bạn nhập, button, các thứ. Đúng không? Thì người ta bên kia, bên cái web, bên người ta gọi là control, nhưng bên này người ta gọi là view. Hiểu không ạ? Đó là một cái vài thuật ngữ như vậy. Người ta là gọi là các view. Cái đơn vị mà là giao diện nhỏ nhất luôn á. Đúng không ạ? À, ta gọi là view. Ok. Rồi. Thì ở trong phần này ta chia thành hai phần. Thì buổi đầu cô sẽ giới thiệu một số cái thôi. Mấy cái này là cô sẽ lướt qua. Thứ nhất là giới thiệu view, cây kế thừa view, text view, button này, text học rồi. Cho nên cô sẽ đi qua, đi rất là nhanh. Cô sẽ đi vào một cái thêm vào, đó là style. Style. Còn mấy cái này tôi sẽ để vào buổi sau. Buổi hôm nay tôi sẽ lướt qua anh này, đi vào style. Còn mấy anh này tôi để sau. Và trong lúc tôi demo cái style hoặc là thêm cái chim nữa thì ta sẽ làm cái gì ạ? À, cô tạo cái layout, làm cái assignment nhá. Assignment thì cô đi từ view trước, sau để cô buổi tới cô sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cái database nhá. Database. Được chưa? Đấy, thì cái nào học rồi thì tôi sẽ đi nhanh. Vậy thì các bạn xem nhá, các cái layout cơ bản nào. Đây. Widget hay là view, nó là một cái thành phần nhỏ nhất rồi đó. Đúng không? Để hiển thị cái giao diện đồ họa. Giao diện đồ họa là giao diện như dạng hình vẽ. Các bạn muốn gọi nó để sử dụng ở trong cái file Java, cái file activity á, thì các bạn phải tham chiếu tới nó. Ta dùng cái hàm file view by ID là tìm nó theo ID. Cái này nó tương tự như trong cái JavaScript, nó là document.getElementById, nhớ không? À, nó giống nhau đúng không?
Đấy, thế thôi, dễ hiểu mà. Ok, vậy về một nguyên tắc, về một cái view ở trên một cái layout, muốn tương tác với nó, muốn gọi tới nó, bắt buộc các bạn phải đặt tên cho nó, tức là đặt cho nó một cái ID. Đồng ý chưa? Vậy thôi, làm gì thì làm, muốn gọi nó phải đặt ID cho nó. À, trong web thì có ID, trong form mà trong web có vừa có ID vừa có name, nhưng trong này nó không có name mà nó chỉ có nhận diện thông qua cái ID thôi. Ok, còn bên này các bạn gọi thì các bạn dùng câu lệnh là file view by ID. Ok, à, có thể đi nhanh được đúng không? Đây là gọi là một cái cây class. Trong cái ngôn ngữ lập trình Java thì cái này ta gọi là API. Cái ngôn ngữ bậc cao thì ta gọi là API. Thì nó có các cái class, các cái interface. Thì các class và interface này nó kế thừa nhau và nó implement, tức là thi hành lẫn nhau. Thì cây này được gọi là cây kế thừa. Trong cái khái niệm kế thừa thì mũi tên này là mũi tên ngược, nghĩa là con kế thừa cha thì mũi tên nó sẽ là đi ngược. Ok chưa? Đấy, thì cái này tôi chỉ lướt qua thôi, tại vì cái này nó nhiều lắm, nhắc các bạn không nhớ đâu. Bạn nào quan tâm thì tìm hiểu kỹ, được chưa? Đấy, đây là cây kế thừa dành cho cái view. À, view view group kế thừa view, nhưng mà bản chất view group là chứa view. Nhưng mà trong class thì nó là class kế thừa. Đúng không ạ? Ok, tiếp. Các bạn có thể tra cứu thêm ở trên cái web của Android, đó là developer.android.com, đúng không ạ? Ok, tiếp. Rồi, text view biệt để làm gì là biết rồi. Để hiển thị một chuỗi. À, button là để click chuột. Thì ở đây các bạn có một cái khái niệm mà có thể Android các bạn không có, đó là các bạn thêm một cái icon trong cái button. Đó là cái drawable. Nếu để left thì nó nằm bên trái, right nó bên phải, top đúng không? Bottom về với top đúng không ạ? Là biết rồi. Tức là chỉ cần biết left là sẽ có right, có top và bottom. Đúng không? Đơn giản vậy thôi. Đấy, đưa cái hình vào. Khi các bạn đưa cái hình vào thì icon nó cái button nó đẹp hơn, nhìn nó sinh động hơn ha. Đấy. Rồi. Ở đây là các bạn bắt cái sự kiện là on click ở trên button thì ta dùng cái set on click listener. Cái thứ hai các bạn có thể bắt cái sự kiện này là các bạn gì đấy ạ? Các bạn viết ở trong gọi cái hàm ở trong view cũng được luôn. Mà cái này thông dụng hơn nên tạm nói cái này. Cách gõ cái code này các bạn nè. Các bạn một số bạn á sẽ bị cái thói quen là các bạn gõ theo. Ok. Các bạn cứ bt chấm set on click, các bạn gõ theo xong chữ override này các bạn gõ luôn. Hiểu không? Cái chữ override này các bạn gõ luôn. Thì các bạn đừng gõ. Các bạn đừng gõ. Mà các bạn gõ bt chấm set on click cái, các bạn để cho nó nhắc. Có cái lời nhắc này nè, cái đấy gọi là hint, cái lời nhắc. Các bạn đưa con trỏ xuống, các bạn nhấn enter cái. Rồi new on click nó có lời nhắc, các bạn enter cái nó sinh ra các bạn cái hàm này. Đừng gõ. Vì sao không gõ? Thứ nhất là có thể một số bạn gõ nó bị sai ký tự, đúng không? Nhiều bạn on click chữ C với thường. Thế là nó đâu có đúng nữa. Hiểu không ạ? Cho nên là các bạn không cần gõ ở chỗ này. Được chưa? Rồi, đấy là hàm bắt sự kiện và code xử lý ta viết ở trong cái hàm on click này thôi nhá. Tiếp nha. Rồi, đến cái để lấy cái giá trị thì của một cái edit text thì ta lấy get text, muốn set giá trị thì tôi sẽ dùng cái set text. Đúng không ạ? Get là lấy, set là get là lấy ra, set là gán vào cho nó. Ok chưa? Đấy. Đôi khi một số bạn vẫn làm ngược ấy, đúng không? Ngoài ra trong cái edit text người ta có một cái thuộc tính gọi là input type. Input type này là kiểu của edit text. Nó tương tự như kiểu của cái input ở trong cái anh web á, đúng không ạ? Ờ, nó có nhiều kiểu các bạn. Kiểu date, date time. À, thì cái này khác web là như này nè. Khi các bạn gõ kiểu date trong web, click chuột nó bật ra một cái dialog đúng không? Cái picker. Nhưng mà trong cái Android nó không có. Các bạn muốn làm dialog picker các bạn phải tự viết code. Có code luôn nhá. Trong này bữa sau ta học.
Thì cái ở đây các bạn chọn kiểu đấy thì nó có gì? Nó hiển thị cái bàn phím á. Nó chỉ cho hiển thị là số và cái sẹt thôi, sẹt chéo hoặc sẹt ngang thôi, còn không có chữ, không có ký tự đặc biệt. Hiểu đúng không ạ? Đấy. Chọn số thì nó chỉ hiển thị số thôi. Chọn phone thì nó hiển thị cũng một số định dạng của phone thôi. Đấy, cái này là nó quyết định cái kiểu bàn phím nhá các bạn. Cái này là kiểu bàn phím nhá, chứ không phải là nó đết nó hiển thị ra dialog để đết, không phải, đúng không ạ? Ok. Tiếp. Cái image view. Image view thì các bạn có thể dùng cái SRC compact để hiển thị hình hoặc là SRC không thôi, đúng không ạ? Hình thì để trong hai thư mục là drawable hoặc là bitmap. Thông thường các bạn dùng quen drawable, đúng không ạ? Ok. Nếu mà gắn cái hình vào một cái image view, ta có nhiều hàm, thì trong đó nó có một cái hàm là set image resource là r.mipmap.hình, thì cái này là cái ID của nó. Và ID bữa trước cô nói là tất cả các ID nó trả về kiểu in hết nha. Ok. Rồi, một số cái view khác như là checkbox, radio button, toggle button, switch, cái này demo sau. Ok. Đấy, cái switch là bật qua bật lại bật tắt. Click chuột thì nó on, click chuột nó off, ví dụ như vậy. Buổi tới ta sẽ nói cái này. Đúng không? Ok, buổi hôm nay tôi tập trung vào style nha. Rồi, checkbox thì nó có một cái thuộc một cái phương thức để các xử lý checkbox, đó là is checked. À, thì cái hàm này nó trả về true nếu nó được check, mà trả về false nếu như không check, uncheck. Hiểu không ạ? Nếu mà check vào thì nó trả về true, còn không check thì nó sẽ trả về là false. Ok chưa? Thì mình có thể mình kiểm tra để mình dùng để kiểm tra xem nó được check hay không check. Đúng không? Ok. Set check là để mình set nó từ uncheck thành check. Đúng không? Để true là nó check, để false là nó uncheck. Đúng không? Ok. Cái toggle là chuyển qua chuyển lại giữa hai trạng thái. Rồi. Đó là tôi lướt qua một số cái liên quan đến cái view. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc ở trên đó. Nhưng mà trước khi làm việc ở trên đó thì tôi sẽ giới thiệu một chút về cái style để cô làm luôn cái demo cho các bạn, đúng không ạ? Thì cái thứ hai mà các bạn quan tâm mà cô thấy đáng giá nhất để học trong cái layout thì đó chính là cái style và cái theme, đúng không ạ? Tại sao lại chúng ta quan tâm đến style và theme? Bởi vì như này nè, khi các bạn làm một cái layout, một cái app, một cái ứng dụng của mình thì không chỉ có một cái view, không chỉ có một layout mà có nhiều layout, đúng không? Và các layout này nó xem giống nhau. Ví dụ nếu các bạn làm một cái edit text, ví dụ nhá, các bạn làm cái theme, cô vẽ nha. Đấy, các bạn ví dụ các bạn làm một cái mà các bạn dùng để login, đúng không? Thì các bạn có là một cái edit text, đúng không? Xong username, một cái edit text là password, đúng không? Được chưa? Và cái button, đúng không? Hai cái button. Đó, đó là login. À, các bạn làm thêm một cái layout là insert, rồi thêm phân loại. Insert thì các bạn cũng phải có cái gì á? Cũng có cái để các bạn nhập, đúng không? Vẫn phải có button, đúng không ạ? Để các bạn submit, đúng không? Đúng không? Thì các bạn thấy nè, nó giống nhau không ạ? Nó giống nhau. Nó giống nhau. Button thì phải kích thước giống nhau, không lẽ cái dài, cái ngắn, cái ho, cái thụt, đúng không ạ? Nhìn rất là xấu trong cái app. Vậy thì làm sao để mà nó giống nhau, không lẽ cái này tôi copy vậy thì ví dụ có 10 cái layout, 10 tôi copy 10 lần thì không sao. Nhưng nó sẽ mệt mỏi khi các bạn sửa. Ví dụ, tôi lỡ tôi cho cái border góc của nó
Xong rồi tôi cho kích thước là ví dụ như 100 cái dp, bây giờ tôi muốn đổi thành kích thước 200 dp. Đúng không? Tôi phải chỉnh 10 lần. Cái copy phần đầu nó không có mệt mỏi bằng lúc tôi chỉnh. Tôi phải chỉnh 10 chỗ để nó giống nhau. Và khi chỉnh như vậy có thể lúc các bạn quên chỗ chỉnh chỗ không, đúng không ạ? Thì nó sẽ là chỗ thò chỗ thủng, đúng không? Và cực kỳ mất thời gian. Thì giống như CSS ở trong cái HTML các bạn đã học ấy, thì trong Android nó cũng có cái style, hiểu không? Nó cũng có CSS, nó cũng có style. Và các bạn tạo style đấy, tạo để làm gì? Sau này tôi làm thì tôi sửa một chỗ thôi, hiểu không ạ? Đấy, tôi áp dụng cái style đấy, xong tôi sửa một chỗ thôi, tôi không phải đi sửa 10 chỗ như cái khác nữa, đồng ý không? Ok, được chưa? Rồi thì bây giờ tao sẽ áp dụng cái style này, thấy chưa? Áp dụng cái style này. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái style và đồng thời tôi sẽ demo các bạn luôn. À, trong Android thì style nó nằm ở đâu? Ồ, rằng này nó bị gì ta? Ủa, tự nhiên vắng vậy, quái lắm, gì đâu vắng chưa? Rồi trong style thì nó nằm ở đâu? À, cô mở lại cái các bạn đấy nha, cô mở lại cái à, các bạn 202 lớp mình là 61 cái này đúng không? Sao lâu lâu nó lại đai nhỉ? Kệ. Đây lớp mình đây. Tắt hết nha các bạn. Đây cô tạo một cái package. Cô đã có một cái package nhá. Cô tạo hẳn một cái package nào. New một cái package nào. Đây. Package ta hay còn là gói, gọi là gói ở trong Java nó có khái niệm package. Thì nó giống như là chia thư mục ra, hiểu không? Chia thư mục ra. Và gọi ở trong cái Java thì nó sẽ là nó dùng chấm, đúng không? Ok, cô, ủa, bây giờ nó tối giản kinh khủng không? Ok, cái này là cô để là assignment nhá, demo đi ha. Assignment đi, thêm chữ demo kỳ quá. Rồi, à đây có cô tạo cái file một cái activity là login, tao hiểu không? Đấy, cái trang đầu tiên bao giờ cũng là trang login, hoặc cái trang mà activity là cô để là login. Thấy chưa? Rồi. À, các bạn thấy là nó sẽ bị lỗi cái chữ R. Chờ xíu nha, nó đang chạy nè. Nó lỗi cái chữ R này, thấy không? Lý do lỗi chữ R ai biết ạ? À, chữ import. Tại vì R này cái gói của nó là demo. Mà trong cái đó tôi đang ở đây là tôi đang demo chấm assignment. Thì tôi phải import. Ôi sao nó build chậm vậy? Chờ xíu hả? À, cái Gradle này nè. Các bạn làm việc với cái này là nó sẽ phải làm việc Gradle. Sau này các bạn học để ngôn ngữ nâng cao á. Trong Gradle này nó cho phép các bạn khai báo một số cái gói, một số cái gói này, rồi là một số cái ứng dụng mà các bạn phải download ở ngoài về á, rồi một số cấu hình nó nằm trong Gradle này, ha. Rồi xong, các bạn Ctrl cách một cái để cái con trỏ ngay chữ R này, Ctrl cách cái, đã nhìn thấy cái gói chưa? Phải đúng cái gói này mới được nha. Thì nó hết lỗi nha. Import đúng cái gói là được ha. Tại vì nó khác gói cho nên nó sẽ lỗi. Có một số cái ứng dụng các bạn ấy, các bạn tạo cái nó từ import luôn. Cái cô không có thì cô phải import bằng tay.
có bạn có lỗi và bạn không có lỗi, chuyện rất bình thường nhá. Ok, tiếp hàng. Bây giờ các bạn nhìn nào, cô sẽ phải tạo cái giao diện của anh này, đúng không ạ? Tạo giao diện lên anh này. Cái CSS nó nằm ở đâu này? Ta đang nói đến style đúng không? Cái CSS nằm ở đâu? CSS nó nằm ở trong cái value style. Các bạn nhìn thấy trong cái style này nè, nó có nè. Đầu tiên là nó định nghĩa cái theme, nó tạo ra một cái theme và ai áp dụng cái theme này. Hiện tại là tôi đang khai báo cái theme này ở trong manifest. Khi tôi khai báo trong application này á, thì toàn bộ cái theme này áp dụng, toàn bộ application đều áp dụng cái theme này. Sau này các bạn muốn áp dụng theme khác thì các bạn khai báo sau. Còn đã khai báo ở đây là nó áp dụng cho toàn bộ cái app. Cái thứ hai nữa là ở trong cái theme này tôi định nghĩa cái màu, màu xanh đậm, màu xanh này, màu tím. Đấy, cái màu này khác đổi rồi sao ta? Đấy, là mấy cái màu này nè, thấy chưa? Cái màu xanh đậm này nè, có phải nằm ở trên cùng không? Màu xanh dương, màu xanh nhạt nhạt nằm ở dưới đúng không? Còn cái này là hình như một số cái màu chữ gì á. Ồ sao nó bị lỗi gì ta? Không biết tôi đâu bị cái gì á. Lâu nó báo, kệ đi. Khi nào chạy lỗi ta báo, ta làm. Rồi, bây giờ cô muốn định nghĩa một style thì cô sẽ định nghĩa trong này. Từ từ ta định nghĩa nha. Rồi bây giờ các bạn coi cách cô làm nè. Bây giờ cô tạo một cái form login giống như là cái cô đã vẽ ở đây. Gồm hai cái edit text và cái này là hai cái button. Đồng ý không? Rồi ok. Rồi, định nghĩa đơn giản thôi. Bây giờ ta vào cái layout. Dùng relative hay là dùng linear nhá. Ta sẽ vào cái split. Đây. Cô chọn anh này. Linear layout. Xong chưa? Nhớ nè, orientation nhá. Vertical. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn, nếu các bạn lười gõ thì các bạn nắm thả thôi. Nhưng bạn nào nắm vô đây thả vô là nó vô à? Các bạn có thể thả thêm cái hình nữa. Vào cái image view. Hình như login bữa trước cô làm rồi à? Làm chưa ta? Chưa làm à? Cô lên mạng, cô đào một cái logo của FPT về. Có gì không? Ô sao quay vậy? Thôi, tôi bỏ qua đi. Say image F. Logo PNG có luôn này. Ô. Nào, copy nha. Copy vào đây luôn nè các bạn. Ctrl V. Ok. Rồi cô thả cái logo vào đây thôi. Image view thả vào. Search cái logo tôi đâu rồi. Ok, đấy. Được chưa? Cái logo để cho đẹp thôi chứ không có gì. Các bạn để cái image, để cái text view, match parent, cái này để cái text là login, đăng nhập đi ha. Đây các bạn nhìn nha, cô đang này, đây là cô đang set style cho nó nè. Text size cô để nó là 30 SP. Text size. Rồi text style.
bold, text alignment, center, được chưa? Ok, margin hoặc cô để là padding cũng được, padding để margin đi, margin để 8 dp chẳng hạn. Ok, hay các bạn để là wrap content nhá. Ok, được chưa? Ok chưa? Đấy, view lên các bạn nhìn dễ. Đấy, là tôi được cái text view, cái title, tiêu đề. Rồi tôi để cái edit text. Ok chưa? Edit text cô để là match parent, cái này để wrap content là cái dưới nha. Cô để cái margin luôn 8 dp, thấy giãn chưa? Cô để 8 trên 8 dưới 8 thì có nghĩa là nó sẽ cách là gì ạ? 16 giữa các cái đó. Rồi các bạn nhìn nè, cái text của nó, text size của nó, các bạn để khoảng 18 dp. Rồi các bạn để hint, lời nhắc là tên đăng nhập. Ok chưa? Tại cái chữ đó, size đây size 18 dp. Rồi ok, được không? Margin, cho vậy đi. Rồi có cái ID nha. ID nè, ID TXT tên đăng nhập. Ok. Rồi, các bạn thêm cái mật khẩu nè. Match parent wrap content. Copy đúng không? À. Hint. Cái này là mật khẩu. Input type là text password, ID, txt mật khẩu. Ok chưa? Rồi cô thêm luôn cái button cũng tương đối nhanh, cho nên cô thêm luôn cái hai cái button. À, các bạn để thêm button nằm ngang thì ở đây các bạn phải lấy thêm gì ạ? Một cái layout, tại vì tôi đang layout dọc đúng không, tôi phải thêm layout ngang. Cái này là linear layout, chiều ngang là match parent, chiều dọc là wrap content. Được chưa? Đóng nó lại. Các bạn để orientation, không để nó lỗi ạ. Orientation để horizontal. Được chưa? Vậy thôi đó. Rồi đấy các bạn thêm có cái input nè. Button. Được chưa? Button. Button này các bạn vẫn để match parent, cái này để wrap content cho cô. À, ở đây các bạn thêm cho cô là gì ạ? Text nè. Đăng nhập. Đúng không? Rồi để cái weight. Layout weight để 1. Nếu để 1 thì có 2 cái, 1 cái thì nó full hết, 2 cái thì nó chưa đều, từ chưa đều nhau. À, nhưng mà ở đây tôi sẽ, tại vì button này tôi không biết để chỗ nào, có bao nhiêu button, có cái 2 cái, có cái 3 cái, có cái có 1 cái thì sao. Bây giờ riêng cái button này cô sẽ cho nó kích thước, đồng ý không? Tôi sẽ cho nó kích thước. Rồi cái width nè, tôi để ví dụ như là để 150 dp, bỏ cái width này ra, thấy chưa? À, vậy thôi. Hay các bạn để khoảng 48 dp, tại vì theo như người ta nói á thì cái chiều cao mà chuẩn ở trong cái layout của một cái của một cái ăn cái mobile á thì nên để 48 dp. Các bạn thấy tôi để 48 dp nó không hề nhúc nhích nha. Hầu như là nó bằng nhau. Thấy không? Đây, tí nữa tôi sẽ nói tại sao có con số 48. Thực ra là người ta nói nè. Đâu rồi, size này nên để 48 nhé các bạn. Thấy chưa?
khoảng cách nên để khoảng 8 hoặc 16 hoặc 4, 16 nè, đúng không? Đấy, bo góc thì nên để khoảng 6 hoặc 8, cái bo góc á, hiểu không ạ? Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, vậy là tôi để cái này đăng nhập, ok chưa? À, rồi các bạn muốn để hình thì các bạn để vào, đúng không ạ? Rồi ok, đấy là cái button thứ nhất, button thứ hai. Cái này các bạn cũng để 50, cũng để 48, nhưng chỗ này các bạn không để đăng nhập mà để là thoát hả? Hay là cancel, hủy đúng không? Tiếng Anh hết, tiếng Việt, Việt hết nha mấy đứa, hủy. Hủy. Vậy để cái margin nha, margin. Tôi cho 8 luôn. Đấy, của cả hai anh luôn đúng không? Các bạn thấy không, tôi phải sửa cả hai chỗ này, thấy khó chịu chưa? Đây, bây giờ căn giữa thì tôi để cái này thôi. Layout, gravity. Tôi để center. Thì nó rồi. Rồi, gravity, căn giữa chưa? Đấy, cái này nó từ nó căn giữa thôi. Ok chưa? Xong chưa? Rồi, tôi vừa tạo một cái layout xong. Tạo một cái layout xong chỉnh chu đúng không? Đấy các bạn thấy nó không hề khó. Rồi bây giờ này, nó sẽ gặp vấn đề, nó sẽ là gặp vấn đề khi mà tôi tạo một cái form khác nó tương tự cái này, cũng tạo bất tần, các bạn phải làm lại như vậy. Và các bạn thấy thế này nhá, các bạn nói ôi dễ mà, các bạn copy sang vẫn sửa cũng được đúng không? Nhưng mà nó sẽ mất thời gian khi các bạn cần customize cái gì đó, cần sửa cái gì đó đúng không? Thì bây giờ này có một cách rất là hay này. Bây giờ các bạn, khi các bạn thiết kế một cái layout xong, các bạn ngồi các bạn thống kê cho cô những cái gì giống nhau. Bất tần thường sẽ giống nhau. Những cái text input thường sẽ giống nhau. Gom lại một chỗ. Hay là những cái title này nè, thường sẽ giống nhau. Vậy ở đây tôi sẽ có gom cho các bạn ba cái tôi thường dùng. Một là cái tiêu đề, hai là cái edit text, ba là cái bất tần. Được chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ làm nhá. Như nào, đầu tiên là cái title, tiêu đề này. Bây giờ chúng ta sẽ vào style. Tôi tạo style nhá. Cái gì dùng nhiều thì mới dùng style, còn cái gì mà dùng một lần thì không cần dùng style nhá. Cái gì mà các bạn dùng lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, cần tái sử dụng á, thì các bạn dùng style cho cô hang. Rồi, bây giờ dùng style này, các bạn tạo tương tự ở trên, các bạn nhìn nhá, nó cực kỳ dễ. Các bạn tạo cái style name, đặt tên cho nó. Ví dụ như tôi đặt là ví dụ như là các bạn đặt cái app các bạn đi. Thì tôi đặt là mob. Đặt app các bạn nha, 202. Cái này là assignment hoặc là assignment đi. Tiêu đề. Tiêu đề. Được chưa? Đặt sao tùy mình. Tiêu đề chứ phải tiêu tùng nha. Rồi, đóng cái style này lại. Rồi, item nè. Rồi name của item nè. Name là cái gì? À, trong tình huống này cái tiêu đề ta có cái gì này, nhìn nào. Tiêu đề tôi cần dùng cái gì? Cần dùng cái này thôi. Ủa, không phải đấy, cái hình. Tiêu đề nhiều quá. Bây giờ tôi có cái gì nè? Tôi bôi cái đống này, tôi dùng luôn hết cả đống này các bạn nhá. Central đây. Chỉ có text nó khác thôi. Đúng không? Ctrl X vào đây. Mất tiêu rồi. Còn cái text tôi đưa vào đây. Rồi, cái tên nè, các bạn lấy cái này cho cô nè, Android with, đưa vào đây. Được chưa? Đó, đó là cái name. Đóng lại, ở đây cái layer, cái value của nó là cái này. Đồng ý chưa? Tương tự như vậy. Hiểu không? Ta có mấy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy ta copy 5 cái nữa, ta đưa vào thôi. 2, 3, 4, 5, 6, ok. Rồi, cái thứ hai là cái hay. Nó nhắc luôn các bạn. Hay, wrap content. Chưa? Cái này là cái gì? Size. Text size. Cái này là 30 SP. Thế à? Sao kỳ vậy? Dấu hiệu của tuổi già.
Bên này là textile. Ôi chà. Cái này là bow. Còn cái này là align. Text alignment. Cái này là center. Còn cái này là margin. Cái này là 8 dp. Đó, xong xóa nha. Ok. Rồi ở đây nè, tôi dùng cái này. Tôi dùng cái này thì bên này tôi chỉ cần để cái này thôi nè các bạn. Style. À, cái này các bạn để Amok Style Assignment tiêu đề, thấy chưa? Ok chưa? Là xong. Đồng ý không? Thế vậy thôi. Đó là các bạn khai báo dùng chung và nó dùng chung cho toàn bộ tất cả các team, cực kỳ đơn giản. Ok chưa? Rồi. Ồ, tôi thấy tôi nói hơi bị nhiều đấy. Được 30 phút chưa? Ê, vẫn chuẩn đấy, được 30 phút rồi đó. Rồi. Ở đây tao dùng cái gì nè? Cái này dùng đúng không? Được chưa? Cắt nó đi. Ta xem dùng cái gì. Và đương nhiên ở dưới này các bạn cũng cắt nó đi đúng không? Cắt 4 anh này đi thôi. Đồng ý chưa? Rồi bên này các bạn tạo một cái style. Style thứ hai. Name là assignment. Ship gạch. Cái này là input type. Hay là cái này là rồi input type, chỗ anh chỗ Việt kệ nó đi. Rồi item đưa vào thôi. Item name là gì ta? With hay copy hai ngày xuống. Được chưa? Giống trên rồi đúng không? Chỉ có margin nào, margin đâu, margin copy anh này xuống 8 luôn. Chỉ có khác cái text size thôi. Text size anh này là 30, anh này cô 18 thôi, ví dụ vậy. Quá đỉnh, được chưa? Được chưa, bên này ta dùng là style. Assignment, input type. Copy anh này lên đây. Quá dễ. Được chưa? Cốt nó cũng gọn hơn thấy không? Cốt nó gọn hơn nhiều các bạn ạ. Các bạn mà dùng anh kia là coi như là nó một rừng. Cái này các bạn 4 cái các bạn gom lại có một dòng. Dùng nó cũng khác đúng không? Ok. Rồi. Tiếp tục dành cho những anh khác. Cô hướng dẫn add phong vào nha. Các bạn vào vào cái folder cũng được. Project nè. Trong cái app nè. Trong này các bạn add cái phông hoặc là đưa con trỏ vào đây này, add phông nè. New nè. Các bạn thêm cái khoan. App đi, vào app đi. Các bạn add cái asset nè. À không phải. Phông đâu. Nó có từ đây. Ông gọi. À, asset folder. Asset folder từ không. Chọn cái adder đi. Chọn cái không phải. Widget. Từ coi nó có chỗ chọn phông cơ. Từ nha. Cái này asset folder cũng được nhưng mà có cái tròn cái chỗ phông luôn kìa. Resource Android resource file không phải. Add cái thôi new asset đại đi. Asset folder đi. Finish đi. Nó sẽ thêm các bạn cái folder là asset. Nó nằm đâu ra?
Sơ cơ hả? À, sếp đâu ta? À, đâu rồi? Khoan rồi. Đây, à sếp đây. Add cái phông vào. Nó có chỗ thêm phông luôn kìa. Sao tôi lại không thấy ta? Folder. Rồi các bạn copy cái phông vào asset folder nhá. Chứ không phải là để trong phông nhá. Folder đây, cái phông này nè. Đây này, các bạn nhớ là để trong cái asset folder chứ không phải là để trong cái thư mục phông. Ok. Đấy, là nó sẽ từ nó nhận ra cái phông này. Được chưa? À, một số bạn search thì ra là hướng dẫn là add cái phông. Add cái trong direct này, cái phông nó không phải nha. Không phải là add phông vào đây đâu. Ok. Không phải là add cái resource directory xong add cái phông là không đúng nha. Nó có phông đàng hoàng, các bạn không dùng cái đấy. Không dùng cái này. Mà ta dùng cái asset folder. Các bạn click chuột phải và chọn cái new một cái asset folder. Asset folder nè. Ok chưa? Rồi các bạn chọn add phông vào cái asset folder xong thì các bạn làm cái code giống như trong hướng dẫn á. Thêm cái code vào giống như trong cái hướng dẫn của mình là các bạn làm được bay 1. Cái phông nằm đâu ta? Đấy, phông. Hoặc các bạn vào lab cũng có hướng dẫn luôn. Lab nào. Có không? Rồi slide không? Có slide có hướng dẫn mà. Có hướng dẫn phông mà. Các bạn mở slide, down slide về nó có mà. Có chứ. Đây phông nè. Trong bài 1 đó. Đây nè. Đây nè, phông nè. Đây nè, các bạn có cái type face nè. Đây nha, tạo thư mục asset nè. Đấy, chép phông vào thư mục asset nè. Xong rồi các bạn mới create from asset nè, get asset lấy cái tên đúng cái tên của nó, xong các bạn set phông là xong. Ok chưa? Nó tương đối dễ à. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là ta lấy cái phông trong cái asset chứ không phải là phông trong thư mục phông ở trong trong kia. Ok chưa? Nhá. Rồi cô tạm ngừng tí. Thêm cái nữa là button đúng không? Style assignment button type đấy vậy thôi, các bạn kiếm button đây, button là có ba ông này thôi đấy, xóa ông này đi đúng không, thì các bạn để cái style là button style đây. Ok. Quá dễ. Lại đơn giản quá, đúng không? Ok em. Cái này là margin, tôi copy by này tôi đổi thông số thôi. Tôi đổi thông số thôi, cái này là 150. DP. Còn anh này là 48 DP. Đó, cái này 8 DP, cái này xóa. Chưa? Đấy là xong. Ok chưa? Đấy, các bạn thấy là cái layout các bạn bây giờ nó gọn lắm. Rồi. Đấy. Bây giờ các bạn muốn đổi cái màu cái này chẳng hạn, các bạn muốn đổi bold đúng không? À, các bạn chỉ cần vào style cái các bạn đổi. Item. Cái này là các bạn để là style, các bạn để là bold. Rồi các bạn nhìn nè, code nó tự đổi nhá, đổi thành bold cả hai cái luôn đúng không, nó hay ở chỗ đấy. Hay là các bạn đổi nó đổi hết đấy, các bạn không phải sửa đúng một lần, những cái khác nó tự apply thôi đấy. Đó là cái lợi ích khi bạn dùng style. Ok chưa ạ? Nó đổi đổi hết màu sắc rồi các bạn đổi, nói chung đổi cái style của nó là ok đúng không ạ?
theo của gì của cái này hả? Ủa? Ủa, background thì cũng bình thường mà. Cái này em để là cái background đúng không? Em để là màu đúng không? Eo ghê vậy. À, em để cái này là Android đi ha. Rồi Blue Duck. Giữ cái này đúng không? Đúng không? Rồi ok, bây giờ cô đưa này vào cái kia. Style đúng không? Cái này là item. Các bạn để là Android background. Cái này anh để là đúng chưa? Đúng chưa? Bình thường mà. Nó là một style thôi, có gì đâu. Cái này là gì ta? Mô góc là corner. Sao của em nó không đổi bị hả? Ai cái của em có cái style rồi cô anh gắn như vậy cái này em gắn đi trực tiếp thì nó đổi rồi cô, nhưng mà nó lại không quan từ từ em quay lại cái gắn đã gắn đó. Background Android 2.background em ơi. À, Android qua đây nè, qua đây nè. Android 2.background nè.
các cô nhận xong chưa? Được làm gì rồi, làm các bạn những bạn nào xong trong lâu lúc zin rồi. Ok. Xong chưa, lúc zin xong chưa? Chưa. Cái gì? Bạn thù xong lúc zin hả? Thống xong lúc zin hả? Nó tạo nên giả cái này luôn, nó không nhìn style. Rồi em vào đi, vào style đi. Không, cái style này em tự tạo, nó không có cái style, nó chỉ có color trên dưới đậm. Em tạo cái project nào cũng vậy. Giống như nó default vậy đó. Cái bản mấy mà, cái người như là trên cái chim này mà. Em mới đọc dịch ở đâu, hay là chim. Em để trong cái chim này cũng được. Để trong cái chim của em đưa là bắt đi. Như bộ trách mới nó cũng vậy hả? Cái của em là... À! Em cũng tạo empathy đúng không? Empathy luôn với anh ta. Rất là em tạo empathy. Tạo empathy tại sao lại là cái chim material? Vì cái này cái demo nó thấy em mới tạo empathy. Chim, cái chim, đâm đầu đâm. Được nè. Mà sao là như vậy, cái của em là version mấy mà nó tạo thì nó là bắt gì áp chim nè. Em xếp bên đầu thẳng trong này luôn. Tình của em đi thầy. Nó cố định màu. Cố định được. Nhỏ bên này của em nó cố định này. Oh.
với một cái nguyên này. Bao nhiêu là bài 2? Bài em đang sửa là bài nào? Bài 2 hay lúc gì? Tại chim này lại bắt một cái gì vậy? Không, nó tạo nó nhảy vô, em đâu quên. Chữ nó màu trắng. Nó vậy thôi cô. Em tạo lúc nào tạo cũng mặc định là chữ màu trắng là màu xanh. Chữ trắng. Nền xanh. Nền tím. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thím này thì đổi được, nhưng mà vấn đề đang thắc mắc là tại sao nó lại quy ước thì màu trắng. Tại sao quy ước chỗ nào thì màu không quy ước. Đây là mùi thêm à? Thank you.
hình như không có. Rồi em chọn một thằng nào trong này đi. Rồi em thằng mơ mơ nữa đi. Thế với thằng này bây giờ nó đặt ra nó cười. Rồi em đi đắc. Để lại cái khi nãy đi, do cái này của em đấy, chứ không phải do này đâu. Do cái tool của em nó không có, tức là nó không active cho em coi đâu. Họ chứ. Rồi em để lại cái chim cũ chạy xong nó đổi mong cái chim cũ này. Ctrl Z cái chỗ đó. Không, con quay lại gõ đi, Amok Style đấy. Gõ, copy đúng cái chim này đi. Và vừa click vào đây này. Rồi copy đúng cái tên chim này, chạy xem. Chạy lên nó mới active đấy. Hey. Alo. Chờ chị ngồi lại, chờ chị nha. Để tí nó có gửi lại cái video nha mấy đứa.